cưng quá, nó không cho dừng tầng 13, tại vì tầng 13 là số xui, nên là nó không cho dừng tầng 13. Nó đi bộ lên tầng 14 mọi người ạ. Ok, bây giờ mình đi thang máy nè mọi người. Ôi đừng quá, đừng quá. Đây tạo thành cục kích kìa. Mùi nhất. Trời, em vừa bước sang qua đấy. Nay bi nó ỉa kìa. Về quá rồi. Trời ơi, mới tới nơi là đã ỉa rồi. Không biết. Đợi tí xíu người ta nhắc đi ỉa. Đấy, ở đây đứa nào vừa vào đầu tiên nhỉ? Nabi đúng không? Không phải ơi, Nabi. Không, không phải em. Mà đã tầng 14 này mọi người. 14 hả? Ừ. Nữa hả? Đừng có lấy gửi từ đây đến tầng 14. Nabi nhá. Bỏ nhá. Thằng đấy này chậm quá. Đánh Nabi. Đừng nhớ. Bỏ nhà đi thì không nhớ, bây giờ mới nhớ. Đúng vậy. Nếu mà nó không bỏ nhà đi thì không nhớ đâu, ok. Đúng chứ vậy, 12 là 12 mà. Tầng nhiêu? Đó là 14. Ở chung cư này có tầng 13. Ê, như nó không cho bấm 14 này. Ừ. Vậy là phải đi ra đi bộ lên tầng 14. Tầng 4, đi chung. Mọi người phải đi ra, mọi người đi bộ lên tầng 14. Tại sao không? Tại vì thang máy nó không bên tầng 13. Tầng 14 ở đây là tầng 13 đó. Nó dừng ở đi bộ tầng 14. Đó, mọi người đi kiếm đi. Nó không mất tầng 13 với 14 nhỉ. Mày bờ quá, mày bấm 13 là đi đi cửa. Tầng 14 đi lên rồi. Sao vậy? Khi mà tôi đến đây là cái bà, ê cái cô mà cho mướn nhà cô đã dặn là cái thang máy này nó bị chập số, thì cái tầng nào thì cái số nó sẽ bị lùi đi 2 số, đúng không? Tôi chỉ giỡn với mấy con gái của tôi thôi. Tôi còn không nghĩ là mấy con gái bị lừa lâu đến vậy, tới bây giờ vẫn còn chưa xuống tầng nha. Đúng rồi, chắc lên tới sân thượng luôn đó. Em vừa mới nghe cái tiếng của tụi nó xong em thấy mất rồi. Trời ơi, chị meo giọng meo. Chị meo nè em. Chị meo ở đây nè em. Come with me. Trời, tầng 14 khó kiếm đến vậy luôn á hả? Đi vô tới 2 tầng nữa, xong rồi đi xuống tầng 15. Xong rồi tìm ngõ tinh phòng 1. Sao bắt đầu mới tìm được ở đây? Trời, tội nghiệp dễ sợ luôn. Trời, có tìm được không? Hờ hững. Không phải. Cái chung cư này nó có ma đúng không? Nó giấu tầng. Nó giấu tầng. Mình đã đi cả là bây giờ mà tôi quay xuống để mất thiếu thiệt người nhờ. Quay xuống đến là gì đâu. Hồi nãy lúc mà tôi mấy người đi vô còn hay, là tôi đi vô còn hay với mấy người mà. Tôi đâu biết đâu. Em xấu à? Rồi, cái này là nó giấu tầng phải không? Cái tầng này là số xui, nó giấu tầng. Trời ơi, tội nghiệp quá, bưng đồ quá trời luôn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Mình cũng không ngờ là content này thành công tới vậy. Ok, cảm ơn các bạn. Xe ra.